khô da, rồi khô khớp. Dạ. Rồi nói chung là nó giúp mình trẻ quá cơ thể nha mọi người. Trẻ quá cơ thể đó. Trẻ quá cơ thể luôn. Ừ. Trẻ quá cơ thể. Để em uống miếng. Uống đi. Cho phép chị uống miếng sâm hồng nha. Dạ. Nó đã. Cái cảm giác là nó giống như là nó có một cái chất nhựa vậy đó. Ừ, chất nhựa, chất nhờn. Mà cái chất nhựa nó béo. Ừ. Hình như là chị nấu với đường phèn. Ờ, dạ. Nấu sôi lên dần nhắc xuống mình để đường phèn cho ta. Để đường phèn vô. Dạ. Nó mát cái bao tử mình, trào ngược nó thuộc dạng nóng. Nóng. Nóng nó đưa axit lên, nó viêm họng mình là cái trào ngược dạ dày đó. Dạ. Mình kết hợp cái sâm này với lại cái thuốc đau bao tử đó đó. Đó, dạ. Cái em cầm đó. Là uống vô là trị trào ngược rất là nhanh. Rất là ok luôn. Dạ. Giờ sẵn chị Liễu dẫn em về bên nhà xem mặt ong. Với tham quan nhà anh Trí luôn. Trời ơi, lễ lộc ai làm? Ờ có này nữa nè. Cái đó cái gì chị? Củ bạc Hà Núi. Bạc Hà Núi hả? Củ bạc Hà Núi này là những có những người khách đó, có chị Trang đó ở ốc eo đó nói chị chiều nay gửi 10 kg mà chị chưa gửi. Là sẵn mua thuốc của chị. Rồi có nhu cầu mua cái bạch hà này nè, chị thì chia sẻ lại thôi chứ gì không ăn lời. Yeah. Người ta, cái ông mà đi lấy sâm cho chị đó, ông sẵn, ông đi lấy sâm, cái gì nhờ ông lấy nè, 1 ký 20 ngàn. Dạ. Là chị gửi cho khách 1 ký 20 ngàn. Dạ. Ừ, chứ cũng không có lời lãi gì hết trơn á. Rồi có bạc khi hà, chị đổ nữa. Dạ, bạch hà núi này mình chị bên gì vậy? À, chị thấy anh Tấn Dũng quay lên á. Ông Bảy đó, ở núi Cấm á. Dạ. Là giúp bà con trị gì ung thư gì đó. Thì yeah, nói chung mọi người muốn tìm hiểu về cái đó thì phải coi cái bên nít kia cho kỹ. Yeah. Còn chị chỉ là người mà giúp mua giùm, để mua giùm. Yeah. Để đưa đi thôi. Yeah. Nói vậy đó. Yeah. À, thôi sẵn đi về nhà bên kia kia thôi. À. Yeah. Vậy là hai chỗ, nhà anh Chí là hai chỗ, chỗ làm thuốc với chỗ ở. Chỗ này thôi thuốc trên mái nhà. Yeah. Ừ. Rồi ảnh lên núi vậy là những cái chuyện nặng ở nhà chị làm hết trơn luôn rồi. Chị làm hết, hư điện hay là hư ống nước gì là một tay chị hết luôn. Trời ơi. Đây cô chú. Điểm dừng chân lần lên núi tượng nè. Dạ. Đó. Đây cô chú. Minh Chí núi tượng Hoa Mai. Hình như lúc trước là ở đây bán cà phê hả chị? Ờ, hồi xưa là quán cà phê của anh Hai. Dạ. Vì sao đó anh Hai để đất này rẻ lại cho chị lúc mà chị còn Đắk Lắk á. Dạ. Wow. Nè, cái này là mẹ Quan Âm là ở trên núi á. Trên núi. Chị thỉnh về. À. Chị thỉnh, chị nguyện dữ lắm, em biết bao nhiêu nước mắt á. Chị thỉnh về, chị thuê mướn họa sĩ về vẽ luôn cái chữ núi Liên Hoa Sơn kìa. Dạ. Yeah. Đó em nhìn đây nè, ở đây là chỗ Phượng Hoàng Sa nè. Em thấy không? Em miếu đó, cái cây phượng đó. Wow. Thôi chị tưởng tượng ra cái cảnh đó trên núi tượng đó. Wow. Nơi bên này Hoàng Sa đó đỉnh thượng. Wow. Đó. Là chị cho thưởng ha. Ừ. Chị đem về đây lâu chưa? À, chị thỉnh mẹ về 2 năm mấy rồi. Dạ, yeah, ở trên núi đem về từ hả chị? Đi mà chị ảnh xảy ra sự cố đó. Dạ, yeah, đem về đây. Trời lúc đó là nước mắt chị không biết như mà nói nữa. Dạ. Yeah. Tỉnh được mẹ về tới đây phải không? Chị tắm cho mẹ lúc dạng dạng phải không? Chị khóc hủ 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 cái sớm này ai mới nghe hết trơn. Trời ơi. Mừng á, mừng yeah, quá. Mừng quá mừng. Ừ. Rồi mời cả nhà vô nhà nha. Đây, đây chị bán thêm mật ong để kiếm thêm thu nhập để lo cho mấy đứa con. Dạ. Đứa sâm hồng. Wow. Ờ, cái này nè, là mật ong này là chị lấy từ người Hờ Mông á, ở trên Đắk Lắk á. Wow. Là người ta đi bắt á, mình phải đặt trước một thời gian mới có. Dạ. Ví dụ có 10 lít hay nhiêu đó, mình phải đặt trước mới có chứ đặt liền là không có. Wow. Tại vì cái này tiền rất là hiếm. Đó. Mật ong ở Đắk Lắk. Đắk Lắk luôn. Dạ. Tại vì chị sinh ra Đắk Lắk. Yeah. Ừ, người nhà là thu mua lại của cái người dân tộc Mông đó đó, với lại cô giáo. Yeah. Cô giáo là người ta làm việc luôn luôn có tâm, đầy đủ tâm đức, là rất là uy tín. Yeah. Cho nên là chị lấy lại để về thì chia sẻ cho bà con. À, theo như dân địa phương này, người ta bắt được cái tổ ong thì ta bán 800-900 ngàn một lít, nhưng mà chị thì chia sẻ lại 600 thôi. Dạ. Yeah. À, đây là mật ong nguyên chất luôn hả chị? Nguyên chất luôn. Ví dụ bây giờ em muốn biết nó nguyên chất phải không? Em rót một ly nước sôi đang sôi, em rót vô cái ly nè. Rồi em đổ mật ong này vô. Em đổ cái mật ong này vô trong đây rồi xong là em không quậy là nó còn hoài luôn. Nó không có hòa tan giống như đường. Dạ. Tại vì khi mật ong mà nó pha đường nó sẽ bị hòa tan một cách tự nhiên. Còn khi mà em mà mật ong thiệt á là em để nó còn hoài 30 phút sau nó vẫn còn đóng ở dưới đít ly. Dạ. Đó, khi nào em lấy mũi em quậy, 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 quậy nó mới tan ra. Nè, là mật ong này. Còn mật ong này nè.
Ông này là ong đồng tràm. Vậy là hai loại. Ba loại lận. Ba loại. Ong này ong đồng tràm là một lít là 400. Dạ. Yeah. Có vậy người bán 500-600. Vậy là hoa tràm á. Hoa tràm. Dạ. Yeah. À, chú này chú làm bảo vệ ở đó đó. Rồi chú coi ngó ở đó rồi chú bắt luôn. Đó. À, chị bán cái gì chị muốn có đầy đủ uy tín. Dạ. Cho cái người uống ta được an toàn đó. Dạ. Là nhưng mà phải đúng giá. Dạ. Chị không có bán cao. Cái loại đâu. Loại tràm là 400. Cà phê nè. Cà phê. Này là ông nuôi nghe, ông cà phê. Ông cà phê. Ông này ở Đắk Lắk á. Là người ta nuôi ở trong những cái thùng á, cái thùng mà tới mùa mà hoa cà phê nó trổ bông á. Dạ. Trắng hết á là rất là nhiều thùng ở đó ta nuôi. Nó hút cái mặt nó vô. Rồi này là nó nguyên chất luôn. Cà phê nó nhiều loại nghe, có loại ta pha. Nhưng mà cái này là chị đó chị tư vấn là chị nói là 100% là mật ong nguyên chất tự nhiên của hoa cà phê. Dạ. Mà chị bán 300. 300 loại cà phê. Này rẻ nhất. À, theo em được biết là có rất là nhiều cách để mình phân biệt được mật ong thiệt và mật ong giả. Ừ. Thì có một cách là phân biệt bằng cái lá mà lá hành. Lá hành đó. Đúng rồi. Rồi khi với bỏ lá hành vô nó sẽ héo. Héo lại. Dạ. Là mật ong thiệt. Dạ. Mật ong giả là mật hành nó tươi hoài. Tươi hoài luôn. Ừ. Dạ. Đúng rồi. Còn nữa có người ta thử bằng cách là nhỏ ra ngoài cho kiến nó có bu không nữa. Ừ. Nếu như mà kiến nó nghe mũi lại liền ha. Dạ. Là có hơi đường. Đó. Dạ. Còn nếu như mà nó không có bu là nó mật ong thiệt. Mà là những sản phẩm này thì là chị Liễu đã test hết trơn rồi. Test chị cũng yên tâm chị bán. Dạ. Từ khi mà bên kia đó là người ta lâu lâu tao bị một cái gì đó của người ta không tốt đó. Dạ. Thì mình lành thôi. Chứ thực sự ra là chị luôn luôn muốn đem cái mặt hàng mà đúng nguyên chất, đúng thiệt để đến cái khách của chị. Dạ. Đa số khách là mua thuốc chị là mới mua thêm những cái này. Dạ. Chị gửi đây như hôm qua chị gửi đây chợ mới là 4 chai. Bốn chai. Bốn chai. Dạ. Mà em đó là lấy thường xuyên luôn đó. Ba chai, bốn chai, ba chai, bốn chai. Là cái giá thị trường này em thấy là chị bán rẻ hơn mọi người rồi. Rẻ, rất rẻ luôn. Dạ. Tại ở đây là người ta lấy lại là người ta lấy lại của chị tôi bán 800 đó. Dạ. Nhưng mà chị không có bán cao được. Dạ. Chỉ cần nhiêu đó kiếm lời 100.000 lít cũng được nữa. Là cũng mừng nữa. Dạ. À, chứ không có mà lời cao quá rồi nhiều người ta không đủ điều kiện tôi mua đó. Dạ. Không có điều kiện đó. Còn này nè em. Wow. Cái này sâm hồng. Sâm để hồng. Chị lấy gì rót thêm cho em ha. Dạ. À, cho em xem, cho bà con xem. À, chú này bị đau bao tử, đầu ngược dạ dày, tiểu đường, rồi mất ngủ. Ăn một lần có 2-3 muỗng rồi bỏ chén rồi. Nhưng bữa hổm là hai chồng lên đây là ngủ lại nhà chị một đêm. Trong cái đêm đó là chị nói chuyện với chú rất là nhiều. Thậm chí cũng nói chuyện với chú rất là nhiều. Là để mình tác động tinh thần để cho chú có tinh thần, chú có tinh thần sống đó, yêu đời đó. Thì mình nói về cái tương tác của cái thuốc này á, là chú thấy chú khoái lắm. Chú nói thôi được rồi, kể từ nay nữa đi á, tôi sẽ yên tâm tôi uống cái thuốc này để cho tôi được sống được vui với người ta. Chứ tối ngày nằm không à. Rồi sau nửa tháng là chú lên chú lấy 1,5 triệu đó. Chú nói là tôi hết được 60-65% rồi. À, là cái bao tử. Bao tử. Là bây giờ là tôi ăn rất là ngon. À, mà ngủ được. Là chú có tinh thần luôn lên vui vẻ chứ không phải như lúc đầu. gặp chị ở núi Cô Tô á. Dạ. Chị đem thuốc xuống đó đó. Là lúc nãy chị có chia sẻ là cái thuốc này là nó trị được chứng mà bị béo phì nữa. Béo phì. Béo phì mỡ thừa đó. Mỡ thừa, béo phì. Là cái cô ở Mỹ đó, uống là giảm cân luôn các bạn. Giảm cân. Thật sự là rất là hay luôn. Mà kết hợp với sâm hồng á là có thể là giảm cân và bị chị nám luôn. Nám, khô da, rồi khô khớp. Dạ. Yeah. Rồi nói chung là nó giúp mình trẻ quá cơ thể nha mọi người. Trẻ quá cơ thể đó. Trẻ quá cơ thể luôn. Ừ. Oh. Trẻ quá cơ thể. Để em uống miếng. Uống đi. Cho phép chị uống miếng sâm hồng nha. Yeah. Nó đã. Cái cảm giác là nó giống như là nó có một cái chất nhựa vậy đó. Ừ, chất nhựa, chất nhờn. Mà cái chất nhựa nó béo. Ừ. Hình như là chị nấu với đường phèn. Ờ, dạ. Nấu sôi lên dần nhắc xuống mình để đường phèn cho ta. Để đường phèn vô. Ừ. Dạ. Chứ mới bắt lên cũng không có để đường phèn vô liền. Đúng rồi. À, cái cảm giác uống nó rất là thanh mát. Mát gan đó. Mát gan luôn hả chị? Mát gan trợ tim luôn đó. Wow. Ừ. Mà nó hỗ trợ cái chất nhờn cho bao tử mình luôn á. Rất là tốt. Cái người mà bị trào ngược đó là uống cái này vô nó làm cho mát nè. Nó mát cái bao tử mình, trào ngược nó thuộc dạng nóng. Nóng. Nóng nó đưa axit lên nó viêm họng mình là cái trào ngược dạ dày đó. Dạ. Yeah. Mình kết hợp cái sâm này với lại cái thuốc đau bao tử đó đó. Đó, yeah. Cái em cầm đó.
là uống vô là trị trào ngược rất là nhanh, rất là ok luôn. Dạ. Vậy thì hiện tại là bên chị có hai loại thuốc chính là thuốc bao tử và thuốc ngải hội liên hoa sơn. Với chị cũng kinh doanh thêm một cái sản phẩm là mật ong sâm hồng. Sâm hồng. Dạ. Còn một thứ nữa nha, hà thủ ô. Hà thủ ô luôn. Hà thủ ô chị ngừa tóc bạc, ngừa tóc bạc đó đó. Dạ. Chị có để chị lấy ra anh coi nha. Dạ dạ. Đây mật ong là của chú anh chị. Thuốc thì chị để sẵn ở đây để khách tới là chị hình như là chị chuẩn bị giao cho khách nè cả nhà. Một ngày là mình thường mình giao cho khách nhiều không chị? Tùy theo ngày em. Dạ. Cái này cái các loại ngải hội với lại các loại thuốc chị tán ra nó thành như vậy nè. Dạ. Đó, nó thành như vậy. Rồi mình mới nấu mật ong nước mưa đó. Dạ. Rồi mình nấu để mình tạo cái độ ẩm. Mình trộn thuốc cho nó có đủ độ ẩm để mình đưa vô cái máy cho nó nén thành viên. Giống như tạo cái độ kết dính. Đúng rồi, dính với nhau. Dạ. Yeah. Phải đủ độ ẩm. Đây nè, cái hà thủ ô nè. Hà thủ ô. Đó, cái hà thủ ô này nè là hà thủ ô đỏ. Là đây là cái tinh chất của hà thủ ô hay là sao chị? Đúng rồi, cái tinh bột nó chị làm thành cái viên này. Tinh bột. Dạ. Yeah. Tinh bột. Nó từ một cái củ. Dạ. Yeah. Củ hà thủ ô rồi chị cho tán ra thành tinh bột. Dạ. Yeah. Rồi chị cho ra như vậy. Cái này là mình uống hay sao chị? Uống một lần thường thường có hai loại nha. Loại hà thủ ô trắng thì nó nhẹ hơn, nó không có bằng cái này. Dạ. Yeah. Cái này hà thủ ô đỏ. Đó. Cũng vừa rồi cũng có cô bên Mỹ mua đó. Chị có gửi đi được 3 triệu, 2,5 triệu. 2,5 triệu 1 ký. Không, 1 ký 1 triệu à. 1 ký 1 triệu. Mà gửi 2,5 triệu là 2,5 ký với lại 1,5 ký sâm hồng. Dạ. Yeah. Là được 4 triệu. Dạ. Yeah. Nói chung là mình kiếm công làm lời nữa. Dạ. Yeah. Thật sự rất là nhiều khách cũng tại vì em lâu không có vô anh Chí á. Rồi mất tiêu số điện thoại anh Chí luôn. Mất tiêu. Dạ, luôn hả? Mất tiêu số luôn. Rồi xong rồi cái khán giả điện cho em mua thuốc. Rồi không có biết đường điện. Vậy hả? Rồi xong rồi hôm nay đến đây thì sẵn thăm anh Chí rồi lấy số lại mà cũng không gặp anh Chí luôn. Giờ này chắc anh cũng sắp về nè. Sắp về ha. Tại vì 2 ngày chưa được về thăm vợ con đó. Chàng ơi. Tại lễ nè. Lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 rồi lễ Phật chùm nữa. Dạ. Thành ra cái đợt này khách về rất là đông. Là phải thắp nhang tiếp khách hay sao chị? Ảnh nấu sâm để đãi. Đãi khách. Như cái sâm hồng đó là chị sắc khô đa số là ảnh đem lên núi ảnh nấu anh đãi khách không à. Nấu đãi khách. Đãi chứ không bán gì trên á. Dạ. Ví dụ mình bán cái ký bán đồ thôi nhưng nấu nước ra là đãi hết. Dạ. Miễn phí hết. Rồi ví dụ như nước lọc là mua lên cũng đãi luôn. Dạ. Miễn phí luôn rồi mì gói hủ tiếu chai là nói chung ảnh lo ảnh nấu nước nấu xong để ảnh đãi bà con với lại quét dọn lau chùi thay nước cái chỗ mẹ duy trì thì mà không. Dạ. Là ảnh nhiệm vụ ảnh với có nhiêu đó đó. Dạ. Còn đây chị lo hết. Chị lo con cái kinh tế gia đình một tay chị hết. Dạ. Bây giờ khổ chị chịu nợ chị mang. Còn cái gì là ảnh không biết gì đâu. Bây giờ nói anh biết gì đâu. Dạ dạ. Bây giờ xảy gì ra buồn một lát đi. Tuần sau đi thấy em vui cái nói chứ. Ủa sao mà tôi thấy ông tỉnh táo như vậy. Sao không thấy gì hết trơn. Tôi buồn chết. Ông có gì hết trơn. Nói chứ. Bây giờ buồn ai niệm Phật giùm. Niệm Phật lát quên hết à. Nói vậy thôi cũng bó tay luôn rồi. Có nghĩa là anh Chí anh có giác quan thứ 6 là cảm nhận được những người ở trên đó phải không chị? Thì mấy anh kia quay vậy đó mà ảnh có linh cảm nhanh. Ví dụ như một người nào đó đối diện ảnh, ảnh sẽ nhìn thấu được ở cái người đó cái tâm tính như thế nào, cái tương lai của người đó đó, tâm tính hiện tại đang nói chuyện nếu như không thay đổi nó sẽ như thế nào. Là ảnh nói trước được đó. Như vợ chồng này nè, nhiều khi thái độ mình này nọ anh nhìn anh biết chứ, nói bữa này sao lạ hay nãy kia anh biết. Yeah. Anh nhắc nhở có lúc mình bực bội mình lố á, mình mệt mỏi là lo biết bao nhiêu chuyện đó, nó mệt mỏi lắm, nhưng mà anh khuyên niệm Phật thôi. Anh niệm Phật hồi nhỏ. Yeah. Hồi nhỏ là anh biết sao không, anh hồi nhỏ xíu anh kể nè, má kể luôn nha, là tự nhiên ở ngoài trước
Nhà ở Đẳng á, nó có một cây gòn 9 tầng. Mà tự nhiên bữa đó thôi, tự nhiên anh nhìn ra anh thấy một người phụ nữ ẵm một đứa bé. Một đứa bé đó là đưa ở trên cây á. Cái ảnh nói má ơi, má ơi, Diệu Hiền nó nằm trên võng, trên chở người ta đưa nó ngủ kìa. Mà đâu phải Diệu Hiền là em của ảnh. Yeah. Mà người ta ẵm cái đứa bé nó giống hệt con em của ảnh. Rồi ảnh mới nói là má ơi, Diệu Hiền nó chở nó thì con chó nó mới thấy cái sủa. Nó sủa xong là cái con quỷ đó đó nó bay ra sau hè má, đánh lạc hướng chó chạy theo. Chó chạy theo là nó mới quay ngược vô nhập chí. Nhập luôn. Nó nhập vô ảnh luôn. Trời ơi. Má kể. Nó nhập vô ảnh rồi hả, là ảnh nói là trước mặt ảnh chỉ thấy kim tuyến thôi, ngoài ra không thấy gì hết. Không thấy cái gì luôn. Đó. Rồi xong á là bà má bà mới nói gì nè. Chí niệm Phật không chí. Niệm Phật không chí. Là vừa cười vừa khóc, vừa khóc hoài luôn. Đó. Mà nghe tiếng Minh Chí là biết nha. Biết kêu mình. À, má lấy dao, má nói đưa vô cổ nè. Má nói bây giờ mày xích ra không? Mày không xích ra tôi chém mày hết đầu thai. Má nói vậy. Là một lát sau là xích ra là anh Chí bình thường rồi. Ừ. Mà má cũng giỏi đó. Cũng biết đó là quỷ đó. Vô hết hồn luôn. Là từ đó tới lớn là niệm Phật hoài. Đụng chuyện gì cũng phải niệm Phật hết trơn. Như chị ngủ thì nằm trên bao chị thấy ác mộng. Như chị kể anh nói ai biểu ngủ không niệm Phật chứ. Đó. Cho nên mình làm gì là mình phải cố gắng niệm Phật. Dạ. Không phải đủ đực đâu anh ơi. Làm thuốc. Dạ, đủ cái không à? Có trái thôi. Có nghĩa là đu đủ nó cũng là một vị thuốc không chị? Đu đủ là thời con gái chị hay ăn lắm. À. Em lấy cái bông đu đủ á, em chần sơ nước sôi đi, em lục qua đi. Em lục qua xong cái là em xào với trứng vịt á, em xào với thịt ủ qua vậy đó. À. Em xào đu đủ trước đây. Rồi cái em quậy trứng đu đủ chín rồi đó. Cái em ném quậy trứng tiêu hành này nọ đó. Rồi đu đủ chín cái em để vô. Em xào chung với nhau. Ăn rất là ngon. Dạ. Yeah. Nó hơi nhẵn nhẵn nhưng mà cái vị nó rất là ngon, nhưng mà nó ngừa được người bệnh ung thư dạ dày. Wow, hay ha. Ừ. Xào cái đó chung với lại cái lá đột mì cũng được. Cái đột mì mà mình lấy củ mình ăn á. Dạ. Củ mì, củ sắn á. Củ sắn. Ừ. Cái lá mì nữa tương tự vậy nè. À, lá mì là khoai mì vậy. Khoai mì. Ở miền Nam kêu bằng khoai mì á. Ừ. Dạ. Là em lấy cái đọt mì đó đó, đúng mì để mình ăn chứ mì nhà nước là ăn say à. Dạ. Ừ. Là em xào chung với lại cái đọt đu đủ cũng được nữa. Ừ. Cái đọt đu đủ cái lá non đó em sắc chung với đó đó. Dạ. Em chần lục sơ qua, lục sơ đỡ gì đắng. Rồi là mình bắt lên mình xào với trứng. Ăn ngon lắm. Dạ. Đó là những vị thuốc đó ha, vị thuốc tự nhiên. Vị thuốc tự nhiên luôn đó. À, trở lại cái bài thuốc mà ngải hậu này thì được gia truyền này chắc thời những người lớn tuổi phía cấp trên đó hả chị? Thời ông nội anh Chí. Ông nội anh Chí, dạ. Là nghe ba má kể đó, là hồi xưa ông nội là làm thầy. Nhưng mà ông nội hồi xưa là cứu người là cũng từ thiện chứ không có tiền bạc, không có bán. Dạ. Tại cái thời mình là bây giờ là nhiên liệu nó cao quá, tất cả là mình phải mua. Đó. Như dây cốc đó là người ta đi lên rừng núi, rừng rú người ta lấy. Ta leo lên đọt cây rồi ta lấy gì cho mình đó. Dạ. À, mình phải mua một ký 10.000. 10.000 có khi 7.000. Dạ. Đó, rồi bất kỳ cái gì mình cũng phải mua hết. Thành ra là cái người nào khổ thì mình tặng, còn cái người mà đầy đủ á, thì mua để hỗ trợ tiền để mình mua lại. À. Mua lại nhiên liệu, mình muốn nhân công để làm. Đúng rồi. Ừ. Chứ cần số lượng nhiều mà. Làm số lượng nhiều phải một gói hai gói thì nó khác. Con này mình làm phục vụ bà con khắp cả nước, có khi ra tới Mỹ luôn. Thì cho đó, nên là phải có kinh phí. Cái người nào không có thì mình cho, còn người nào cần có thì giúp mình vậy đó. Dạ. Mình hỗ trợ tiền để mình làm lại. Dạ. Mỹ, ý đức gì cần mua thì mình cũng cũng có chỗ mình gửi được. Dạ. Nghĩa là ship khắp mọi nơi, ở đâu ship cũng được hết. Dạ. Mình gửi bên dịch vụ á. Dạ. Dịch vụ chuyển hàng. Tại năm đó anh Lê Thanh rồi có quay đó. Dạ. Cũng quay chị gửi qua được mấy lần. Dạ. Nói chung bây giờ là bà con về được là người ta về ta mua. Dạ. Còn hồi xưa cái thời dịch đó, cái lúc dịch đó thì không qua lại được đó, thì người ta rồi nhờ gửi gì nó tốn cước. Dạ. Tốn cước cao. Còn về được thì sẵn mua sắp luôn. À, em tính đợi anh Chí về rằng anh em ngồi nói chuyện, nhưng mà chắc em về Long Xuyên rồi. Ừ.
Hôm nào em ghé sao? Dạ, em Đông Xuyên lên. Dạ. Em tên Tài. Em tên Tài. Em gửi Đông Xuyên lên, từ Đông Xuyên chạy lên đây mà tưởng gặp anh Chí, tại vì đi chắc ngay lễ quá chị. Cho nên là anh ở trên đó suốt. Anh ở 2 đêm rồi. Không biết đêm nay có về không? Dạ. Thì chắc hẹn lần sau ghé gặp anh. Có dịp lên thăm ảnh ha. Dạ. Đến đây xin chào chị Liễu nha. Cảm ơn chị chia sẻ những bài thuốc và những cái liệu trình thuốc để đến cho bà con nào mà có cần mua thuốc về trị bệnh này thì liên hệ số điện thoại lúc nãy em có quay á. Chị là người dâu thứ 5 của má Út. Dâu thứ 5, dạ. Út, má Út cũng làm thuốc Liên Hoa Sơn giống như chị đó. Dạ. Má làm anh Tiến Dũng quay. Dạ. Tiến Dũng gì cần nha. Dạ. Thì đến đây em chào chị Liễu nha. Chúc chị được sức khỏe, chúc cả nhà bình an. Dạ. Dạ.